Xin chào anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì Tea of Workshop xin giới thiệu với anh chị các bạn cây gậy gạt TUG020. Vâng, chúng ta hãy đi vào chi tiết của cây gậy này ạ. TUG020 là cây gậy Patter có đầu gậy được làm hoàn toàn bằng thép đúc nguyên khối. Cân nặng của đầu gậy là 360g. Với cân nặng này thì khi gạt bóng, đầu gậy giống như chiếc đồng hồ quả lắc, giúp tạo ra sự ổn định cho cú đánh. Mặt tiếp xúc của cây gậy này thì được thiết kế nhiều đường rãnh nhỏ, giúp kiểm soát độ lăn của bóng tốt và tạo độ chuẩn xác cao. Đầu gậy được đúc theo một khối liền mạch cho đến phần thân gậy, sẽ giúp các golfer có cảm giác mềm mại khi thực hiện cú đẩy. Đi vào chi tiết của cây gậy này thì chúng ta sẽ thấy rằng là mặt gậy liên kết với mũ gậy bằng một đường cong. Do vậy, điểm tiếp xúc bóng sẽ mềm và chuẩn xác hơn nhiều so với một vài cây gậy gạt có mặt tiếp xúc phẳng. Hãng có thiết kế hai điểm lõm ở trên phần mũ gậy sẽ giúp cho cây gậy này có thể là dễ dàng điều chỉnh độ lệch và hướng lăn của bóng. Chỉ cần bánh lệch tâm một chút thì bóng sẽ đi lệch theo ý muốn của golfer. Mặt trên của đầu gậy có hai đường lai và một điểm tâm, giúp cho chúng ta dễ dàng căn chỉnh và ngắm đánh. Về phần cán của cây gậy này thì hãng vẫn làm bằng một loại thép cứng và được phủ một lớp sơn mạ chống rỉ cao cấp. Còn tay cầm cũng vẫn được làm bằng cao su tự nhiên cao cấp, giúp thoát mồ hôi và tạo độ chắc chắn khi cầm. Vâng, nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này thì xin mời anh chị hãy truy cập vào trang web ở trên hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số hotline này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.